Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, được xây dựng ngày 2 tháng 12 năm 2005 trên sông Đà tại xã Ích Ông, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, với sự hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài từ nước Nga, châu Âu, Trung Quốc để giám sát, đóng góp bổ sung thêm những tiêu chuẩn chặt chẽ. Ngày 23 tháng 12 năm 2012, công trình thủy điện Sơn La chính thức khánh thành, trở thành đập thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Nhà máy thủy điện Lai Châu là công trình trọng điểm quốc gia Việt Nam, xây dựng trên dòng sông chính sông Đà tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, khởi công xây dựng ngày 5 tháng 1 năm 2011, khánh thành tháng 12 năm 2016. Đây là công trình thủy điện không những có vai trò quan trọng trong việc phát triển điện, cấp nước cho đồng bằng sông Hồng về mùa khô mà còn tạo cơ hội phát triển kinh tế xã hội hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc. Nhà máy thủy điện Iali là một trong những nhà máy thủy điện lớn nhất Tây Nguyên. Iali thuộc hệ thống bậc thang thủy điện trên sông Sesan với diện tích 20 km². Công trình khởi công năm 1993 và hoàn thành năm 1996. Đây là công trình thủy điện ngầm lớn nhất Việt Nam. Không những thế, hồ chứa nước nơi đây còn là một phong cảnh tuyệt vời. Chính vì thế, nơi này đã trở thành một trong những điểm du lịch Gia Lai khá hấp dẫn với khách xa gần khi có dịp đến Gia Lai. Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh 65 km về phía đông bắc. Công trình thủy điện Trị An có ý nghĩa kinh tế tổng hợp với mục đích chính hòa lưới điện quốc gia cùng với các nhà máy khác cung cấp điện cho phụ tải toàn quốc. Ngoài ra là thủy điện đa mục tiêu, công trình còn đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ. Nhà máy thủy điện Thác Mơ là một nhà máy thủy điện trên sông Bé thuộc địa bàn xã Đức Hàm, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, được khởi công xây dựng từ cuối năm 1991 và đi vào hoạt động từ giữa năm 1995. Ngoài ra, thủy điện Thác Mơ còn cung cấp nước cho đất đai quanh vùng và kiểm soát lũ ở hạ lưu. Nhà máy thủy điện Thác Bà là nhà máy thủy điện đầu tiên được xây dựng ở miền Bắc trong bối cảnh đế quốc Mỹ mở rộng quy mô đánh phá miền Bắc bằng không quân, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhà máy thủy điện Thác Bà chính thức khởi công xây dựng ngày 19 tháng 8 năm 1964. Hàng nghìn công nhân, lao động và bộ đội chuyển ngành đã hăng hái, tình nguyện về đây, cống hiến sức trẻ của mình vào việc xây dựng công trình trọng điểm của đất nước.